Đạo Vũ Đạo cùng ST Sơn Thạch, Hoa hậu Khánh Vân ghi điểm khi không còn quên bài như trước. Vừa qua, ST Sơn Thạch đã chính thức cho ra mắt ca khúc Ngày Thương Tháng Nhớ Năm Đợi sau khoảng thời gian dài vắng bóng khỏi đường đua âm nhạc. Sự quay trở lại lần này của cựu thành viên 365 đã nhận được đông đảo sự yêu thích của khán giả khi ca khúc này của ST Sơn Thạch liên tục quấy đảo TikTok với phần âm nhạc hết sức sôi động. Mới đây, Hoa hậu Khánh Vân đã ủng hộ sản phẩm âm nhạc mới của nam ca sĩ bằng cách rủ ST Sơn Thạch cùng mình cover dance lại ca khúc đang rất viral này. Trong đoạn clip được đăng tải, Khánh Vân tỏ ra rất tự tin khi nhảy nhót cùng ST Sơn Thạch. Không biết có sự chuẩn bị trước hay không, nhưng có thể thấy từng động tác mà Khánh Vân thể hiện rất nhịp nhàng và đồng đều với chính chủ. Thậm chí ở cuối đoạn clip, nàng hậu còn mừng hét lớn vì màn nhảy nhót khá thành công và chót lọt này. Bên dưới đoạn clip, đông đảo cư dân mạng đã để lại bình luận khen ngợi những động tác vũ đạo đẹp mắt mà Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2019 thực hiện. So với những màn nhảy nhót trước thì ở lần này Khánh Vân thực sự đã làm rất tốt khi không còn quên bài như trước nữa. Được biết, Ngày Thương Tháng Nhớ Năm Đợi là sản phẩm đánh dấu sự trở lại của nam ca sĩ ST Sơn Thạch sau 2 năm kể từ sản phẩm Phiếu Bé Ngoan. Khác biệt với các sản phẩm âm nhạc thường tập trung vào giai điệu sôi động và vũ đạo của ST Sơn Thạch, Ngày Thương Tháng Nhớ Năm Đợi là một ca khúc ballad nhẹ nhàng, tình cảm. Bài hát được sáng tác bởi Andy Nam Trương, hitmaker của những bản nhạc về tình yêu. Thông qua MV lần này, ST Sơn Thạch muốn truyền tải thông điệp hãy dũng cảm nói ra cảm xúc của bản thân bằng mọi cách vì không ai biết được tương lai sẽ như thế nào.